Trấn Thành Harry Won bị quản lý bốc phốt mời đi ăn sinh nhật nhưng không có tâm, chỉ lo hôn nhau. Vợ chồng Trấn Thành và Harry Won mới đây đã bị quản lý bốc phốt trên mạng xã hội vì bị cho là có lòng nhưng không có tâm khi đến mừng sinh nhật. Vừa trở về sau chuyến lưu diễn tại Mỹ, vợ chồng Trấn Thành Harry Won nhanh chóng mừng sinh nhật người chị em thân thiết và cũng là quản lý đồng hành. Chuẩn bị quà mừng, cặp tình nhân ngôi sao cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho người này tại một nhà hàng Pháp sang trọng. Những hình ảnh đẹp của vợ chồng ngay sau đó đã được Harry Won chia sẻ. Vừa đăng tải, giọng ca anh cứ đi đi và ông xã của cô đã bị chủ nhân bữa tiệc sinh nhật vào bóc phốt. Theo đó, quản lý của Harry Won kể lại hành trình được mừng sinh nhật nhưng lại như người thừa khi nhân vật chính không có lấy một tấm hình, trong khi Shin Ri liên tục selfie như thể tiệc của đôi ta. Hai vợ chồng cũng có lòng, vừa xuống sân bay là gọi điện thoại hẹn chị đi ăn sinh nhật tại quán Pháp xịn hẳn hoi. Hai vợ chồng chụp hình đi ăn sinh nhật, từ lúc đi trong xe ra đến bàn tiệc, khi đi về cũng chụp luôn. Lúc hai vợ chồng chụp, tôi ngồi trước mặt, bữa tiệc sinh nhật của tôi cũng make up, ăn mặc sang trọng lắm, cũng đeo giỏ đỏ luôn đó, nhưng chỉ ngồi cười trừ. Tưởng rằng ba đứa chụp chung chứ, được cái đi sinh nhật mà tiếu tít chụp chung với nhau, chụp giỏ sách này kia rồi đăng lên mạng xã hội chúc mừng chị, còn tác hẳn tên vào luôn kiểu yêu thương, thế nhưng kiếm không ra cái mặt tôi mà tác chi không biết. Ai thương, ghép cái mặt tôi vào cái giỏ đồ dùm, tâm lý gì kỳ vậy? Quản lý của Harry Won tâm sự. Chia sẻ tâm tư của quản lý về bữa tiệc sinh nhật được vợ chồng Harry Won Trấn Thành chúc mừng đã nhận được nhiều sự quan tâm. Nhìn hình ảnh tình tứ của Shin Ri và nghe kể về bữa tiệc, bạn bè thân thiết hóm hỉnh trêu, vợ chồng ngôi sao, chắc tưởng đi ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Số khác lại tinh nghịch đá xoáy cặp vợ chồng Trấn Thành và Harry Won rằng, bằng lời lẽ phũ phàng, có lòng nhưng chưa có tâm, và ủng hộ quản lý kiện hai người đó công khai trên Facebook. Trước những lời bàn tán xung quanh, Harry Won lên tiếng thanh minh, xin lỗi quản lý bà xã Trấn Thành phân trần, bởi vậy em mới viết là sinh nhật chị, vai chính là chị. Thế nhưng giờ em mới biết là không có chụp hình chung với chị, nên xin lỗi chị đó. Eo ơi, đăng hình mà em cũng buồn cười lắm, ăn sinh nhật gì kỳ cục gì đâu. Nghe gà cưng thanh minh, quản lý của Harry Won tiếp tục bày tỏ nỗi ấm ức. Khi từ nữ chính bị đẩy xuống vai quần chúng, ủa tao có ngồi kế bên mà, đâu phải tao không có mặt hay chết rồi đâu. Mày không hề kêu tao chụp luôn đó, vào ăn mà hai vợ chồng hôn hít rồi tự chụp hình với nhau, không hiểu luôn. Dòng trạng thái bốc phốt hài hước của quản lý về vợ chồng Trấn Thành trong cuộc sống đời thường đang được lan truyền mạnh. Đáng yêu, dễ thương, hóm hỉnh, tinh nghịch là ngôn ngữ mọi người dành cho cặp đôi ngôi sao. Hôm 14 tháng 7 là sinh nhật mừng tuổi của quản lý, tuy nhiên Harry Won và ông xã Trấn Thành lại đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Từ xứ sở cờ hoa, nữ ca sĩ gốc Hàn đã có đôi lời chúc mừng người chị thân thiết qua mạng xã hội. Sinh nhật của một chị gái yêu thương là quản lý của mình, em chúc chị sức khỏe, hạnh phúc, thành công và kiếm tiền thật nhiều, Harry Won và Trấn Thành gửi lời chúc. Đột nhiên xuống tóc, eo ly trần trông trẻ ra 10 tuổi nhưng vẫn chưa bằng Hà Hồ đẹp xuất sắc. Hồ Ngọc Hà xuất hiện trong một sự kiện thời trang mới đây. Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hết sức mới mẻ và có phần lạ lẫm, bởi từ lâu công chúng đã quen với hình ảnh tóc dài uốn xoăn bồng bềnh của nữ hoàng giải trí. Sự thay đổi lần này của Hà Hồ khiến khán giả thích thú. Xuất hiện trong một sự kiện thời trang, Hồ Ngọc Hà khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc ngắn hết sức mới mẻ và có phần lạ lẫm, bởi từ lâu công chúng đã quen với hình ảnh tóc dài uốn xoăn bồng bềnh của nữ hoàng giải trí. Sự thay đổi lần này của Hà Hồ khiến khán giả thích thú. Mái tóc ngắn tôn lên vẻ đẹp sang trọng và sắc sảo của người đẹp. Vẻ đẹp kiêu sa sang chảnh càng thêm nổi bật khi kết hợp cùng kiểu tóc ngắn trẻ trung. Tóc Tiên là một trong những cô nàng chăm chỉ thay đổi kiểu tóc nhất showbiz. Sau khi thử nối tóc, cắt tóc và nhuộm đủ màu sắc khác nhau, giờ đây Tóc Tiên khiến fan hâm mộ vô cùng thích thú khi thay đổi hình tượng. Cô nhẹ nhàng nền nạ với mái tóc bóp thẳng, được nhuộm đen bóng cực kỳ cuốn hút. Những chiếc kính mắt của Tóc Tiên cũng làm tăng thêm vẻ cổ điển và sang chảnh cho mái tóc bóp của cô nàng. Bảo Anh, xu hướng tóc bóp cổ điển của thập niên 80 cũng được ca sĩ Bảo Anh lăng xê nhiệt tình. Cô nàng quyết định thay đổi bản thân với hình ảnh trẻ trung, cá tính hơn. Cô không ngại thử nghiệm những phong cách khác nhau để làm mới bản thân. Kể từ khi cắt tóc ngắn, dòng ca sóng xanh chẳng dễ dàng, ngày càng trở nên xinh đẹp, trẻ trung và thu hút hơn. Cô thời trang của Bảo Anh cũng thay đổi theo hướng cá tính năng động, khiến khán giả thích thú. Eo Ly Trần, dù đã là mẹ của hai nhóc tì đáng yêu, nhưng Eo Ly Trần không quên cập nhật xu hướng tóc ngắn hiện đại. Bất kể là tóc ngắn xoăn cúp,
cúp đuôi hay để tự nhiên, Ellie Trần vẫn luôn tạo cho mình phong cách mới lạ và xinh đẹp. Bị Trường Giang lỡ tiết lộ sắp có em bé, phía Harry Won chính thức lên tiếng. Sau câu nói vô ý của Trường Giang về việc trấn thành Harry sắp có em bé, đại diện truyền thông cô nàng lập tức đính chính tại sự kiện này. Chiều qua, tại buổi họp báo ra mắt một game show mới, nghệ sĩ Trường Giang đã lỡ lời khi tiết lộ rằng trấn thành Harry sắp có em bé. Chuyện chẳng có gì nếu như Trường Giang không thể hiện vẻ mặt hốt hoảng giật mình và liền chỉnh ngay câu nói đó. Ngay khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, cư dân mạng lẫn báo chí đều xôn xao trước thông tin này. Liên hệ với phía Harry Won, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Trước đó khi tham gia chương trình, khi đàn ông mang bầu, cặp đôi này cũng từng dính nghi án có em bé, khiến người hâm mộ được fan mừng hụt. Nam danh hài trấn thành từng chia sẻ rằng bản thân anh chưa vội có con vì muốn hai vợ chồng tập trung làm việc và tận hưởng cuộc sống. Anh vẫn còn tính ham chơi nên chưa toàn tâm toàn ý làm một ông bố tốt. Anh muốn con phải học hỏi và noi gương. Khi đã lên chức bố, riêng Harry cũng bày tỏ cô cũng cần có thời gian để chuẩn bị kinh tế ổn định hơn. Cô muốn cho con mình có mọi điều kiện vật chất tốt nhất, chứ không chịu cực khổ như mình ngày xưa. Câu chuyện chứng thành Harry Won bị bạn thân Trường Giang nói hớ về việc sắp có em bé đã lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội vừa qua. Cụ thể, khi được hỏi có lời nhắn nhủ đến đồng nghiệp, Trường Giang nói Trấn Thành giờ đã có vợ, sắp có em bé, à sắp tới có nhiều việc lo cho gia đình hai bên, phải đi kiếm tiền nhiều. Chỉ một phút lỡ lời của nam danh hài đã khiến showbiz dậy sóng vừa qua, lập tức đại diện Harry liền đính chính. Tính đến nay, Harry Won và Trấn Thành đã nên vợ chồng được hơn một năm. Đám cưới của cặp đôi dù gặp nhiều ý kiến bàn tán, nhưng cuối cùng cả hai vẫn đến được với nhau. Trong hơn một năm chung sống, Harry Trấn Thành luôn chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào khiến người hâm mộ ghen tị. Đây chính là MC quốc dân giàu nhất Việt Nam hiện nay, Trấn Thành Trường Giang không có cửa. Theo tiết lộ của Trường Giang, đại nghĩa chính là MC giàu nhất Việt Nam. Chiều 18 tháng 7, trong buổi công bố phát sóng chương trình Dòng Mãi Dòng Ai mùa 3, đã có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ Việt. Trong đó, Trường Giang diện đồ đỏ rực tới sự kiện, bên cạnh còn có MC Đại Nghĩa, diễn viên Sam và Huỳnh Lập. Trường Giang Trấn Thành ngồi ghế ban bình luận cố định tại chương trình, bên cạnh các khách mời, nhưng tại sự kiện Trấn Thành vắng mặt. Đại Nghĩa là người dẫn dắt show. Trong cuộc phỏng vấn, Trường Giang đã có chia sẻ về hai người đồng nghiệp. Bên cạnh việc cho biết Trấn Thành đang tích cực chạy show vì giờ đã có vợ và sắp có em bé, Trường Giang còn tiết lộ Đại Nghĩa là MC giàu nhất Việt Nam, nam danh hài nhiều lần nhấn mạnh điều này. Trấn Thành lo cho gia đình hai bên nên phải đi kiếm tiền nhiều, vất vả hơn. Còn riêng anh Nghĩa thì một thân một mình, tôi không hiểu sao anh ấy làm liên tục, không tối nào tôi không thấy mặt anh ấy trên sóng truyền hình. Đại Nghĩa hiện tại là MC quốc dân nhiều tiền nhất Việt Nam hiện nay, Trường Giang bày tỏ. Danh hài xứ Quảng cho hay, từ Đài Vĩnh Long, VTV đến HTV7, hiện tại mỗi đêm Đại Nghĩa xuất hiện khoảng 3 chương trình trên sóng truyền hình. Mười khó cũng không phục sự biến hóa tài tình của đàn anh, để khán giả đỡ nhàm chán khi xuất hiện liên tục. Anh rất là hay. Ở kênh 7 tóc đang màu đen, qua kênh 9 là tóc màu bạc liền. Anh né cho bớt bị quen thuộc quá vì Đại Nghĩa ai mà chả biết. Lý giải vì sao Đại Nghĩa làm nhiều như vậy, Trường Giang hài hước, chắc tiền đè, anh ấy một thân một mình không có nuôi ai hết, lại ăn chay nữa đỡ tốn tiền, nhưng mà anh ấy vẫn làm nhiều và cho tiền người nghèo nhiều, có lẽ đó là lý do anh ấy cố gắng nhiều hơn. Danh hài xứ Quảng tiếp tục trở lại Dòng Mãi Dòng Ai mùa 3 với vai trò trong ban bình luận. Tại sự kiện, Trường Giang cũng đụng mặt người tình tin đồn một thời hot girl Sam. Sam và Huỳnh Lập sẽ cùng xuất hiện trong vai trò khách mời bên cạnh Trấn Thành và Trường Giang. Show chính thức lên sóng vào 19h30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 7 trên kênh HTV7. Đóng vai công ngoại tình bị chửi thê thảm, Hoàng Anh sợ quá lên mạng tiết lộ cái kết lấy lại niềm tin. Qua những gì công thể hiện đối với vợ, người xem chỉ muốn kết cục nhân vật này bị bỏ rơi, không còn đường quay lại. Vốn là một nhân vật không bị ghét trong gạo nếp gạo tẻ, nhưng những tập gần đây nhất công Hoàng Anh đóng khiến khán giả còn phẫn nộ hơn cả Hân. Khi đã ngoại tình nhưng không hối hận còn chê vợ thậm tệ, tập mới nhất công còn dùng thủ đoạn đến mức quay lại cảnh mắng nhiếc vợ để đem đến dỗ dành nhân tình. Chắc chắn sau những gì nhân vật thể hiện trên phim, diễn viên Hoàng Anh cũng bị chửi mắng không ít. Anh còn lên mạng chia sẻ không dám vào đọc comment vì sợ bị chửi,
Mặc dù biết nhân vật công xấu, nhưng nam diễn viên cũng tiết lộ thêm về sau, nhân vật này cũng sẽ thay đổi và quan trọng là sẽ quay về. Hoàng Anh chia sẻ về nhân vật mà Công đảm nhận. Từ giờ trở đi, Công là nhân vật đang được ghét nhất trong Gạo Nếp Gạo Tẻ rồi. Hời ơi, riết rồi không dám lên đọc comment của mọi người trên trang HTV2 luôn. Công đang đi xa quá, nhưng sẽ về mà. Mà Công đi về đâu thì phải xem hết phim mới biết lận nha cả nhà. Hoàng Anh chia sẻ về nhân vật Công mà mình đảm nhận. Có được một vai diễn đặc sắc như vậy, anh cũng phải chịu khổ không ít. Nhiều người cũng dự đoán Công sẽ về bên Hương, thế nhưng qua những gì anh chàng làm với vợ, chẳng ai muốn điều đó xảy ra nữa. Hoàng Anh tiết lộ về kết cục của Công và kêu gọi mọi người hãy chờ đợi kết quả mà Công phải gánh chịu.